giòn được. Rồi đây. Súng lên, súng lên, vươn lên. Đấy, chê. Nhèo. Kém thế. Mẹ mình ngà phết đây, đừng đùa đi mẹ. Và bé lên. Ôi, chết rồi. Đây. Và bé lên. Đơ rồi. Cứng trong tí ươn. Gạt ra. Thôi, thế bảo ngà địt mẹ. Để xuống mò. Ui, địt cầm mẹ rồi. Vèo cái một thằng kéo tay. Để xuống. Anh Lộc phải hất lên để anh trường hứng. Đâu rồi? Đâu rồi? Mẹ đã. Đâu rồi? Chỗ này đấy. Nó đâu rồi? Mò đi. Nhìn đấy. Mò thì luôn. Có chết đuối anh chờ. Nó chỉ ở đây thôi. Dưới một tí. Dí em nào. Xuống tay đây chỗ này một tí nữa. Mẹ đây thế thôi nào. Dí ra là. Mò này mới năm này. Cua to lắm. Đâu, cua bắt đi. Bắt hết. Bắt được sao? Một con cua, một cốc bia. Đấy. Đâu, cá này được. Có con ở đây dính rồi mà. Đấy, đấy giếc kìa. Rồi. Mẹ giết này ăn tầm này ngon nhá. Là chim à? Mày đâu? Tưởng là chim. Cháu mã. Cua. Mình vứt xe đấy đi bộ này. Vứt xe đấy, đi làm gì? Tí đi lên vào kia lại một bà. Nôn. Hôm nay ăn thử mấy con trạch ngoài kia ngon đấy. Đấy, liệu. Nhìn thấy đứa nữa. Nhỏ. Bà này đi bên kia à? Xong lên ao này đi. Nhìn đấy, kích này. Cá to quá. Thôi, ui, cua địt mẹ bự thế.